Em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lan rừng hàng độc sơ giá Bắc Tây Nguyên và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 của năm 2024 và phía trước cô chú cùng với anh chị mọi người là hai siêu phẩm mới được mang từ rừng về và cái dòng lan hôm nay em muốn chia sẻ cho cô chú cùng với anh chị siêu tầm đó chính là lan rừng Mỹ Dung Dạ Hương, một trong những cái dòng lan rừng mà cho hoa cực kỳ đẹp và rất là to, hoa cực kỳ là thơm. Ban ngày thì nó thơm nhẹ nhưng mà ban đêm phải gọi là thơm ngào ngạt luôn Và hôm nay thì em có hai siêu phẩm Thì hai siêu phẩm này em có đề giá tiền rồi Đầu tiên là cái VIP 1 Cái VIP 1 là nguyên bản Mẹ và con bản lá 4 sen bốn sen rưỡi và cô chú anh chị có thể nhìn thấy đây là nó y hệt như là một cái cây trâu hòn hèo luôn không khác không khác gì với một cái cây trâu hòn hèo luôn nhá nó cô anh chị nhìn thấy không cây nó xanh đậm và nó lướt cổ tròn to, 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 to. Có rất là tròn và to nhá Đấy quý chị có thể nhìn thấy đây Và cái dề VIP 1 của Lan Giáng Hương À quên của Mỹ Dung Dạ Hương này Có giá là 1 triệu rưỡi cho một cái dề siêu khủng luôn Về cái dề này quý chị chơi Tết phải gọi là bao phê Và cái VIP số 2 này VIP số 2 này cũng là một mẹ bồng con Nhưng mà bản lá thì nó gần 4 sen luôn quý chị nó 3 sen 9 thì cái lá to nhất thì là được 4 cm thì cái vip số 2 này có giá là 700.000 đó vip số 2 này quý anh chị nhìn này như em cầm đây đó, nghiêm cầm này. Nó bao phê luôn. Về cái này cô chú, cô chú anh chị lên lũa thì phải gọi là hết nấc, hết nước chấm luôn. Đó. còn đây là cái vip số 1. Đấy, vip số 1. Vip số 1 này phải gọi là cực kỳ đã luôn cô chú anh chị nhìn Cô chú anh chị nhìn nhá. Đây em cầm đây là quay không hết đâu. Kể mà uh, có người nữa thì cầm quay là rất là ok. Cô chú anh chị nhìn thấy cái mặt sau của nó này. Đó, thấy chưa? Ui, nhìn là phê lắm cô chị về được hai cái giày này mà cảm giác mà nó um, vui sướng luôn bởi vì hàng rừng giờ thì lấy đâu ra được những các cái giày siêu phẩm già làng như thế này được cô chị nó siêu phẩm phải gọi là siêu phẩm luôn Đấy, cô chị nhìn cái thân lá bộ thân lá của nó này cái vít số 1 đây một mẹ là ba con nhé cô chị một mẹ ba con đó một mẹ ba con một mẹ ba con đó cái vít số 1 này em phải nói là cực kỳ là đã, đã luôn và cái vít số 1 này có giá là 1 triệu rưỡi nhá 1 triệu rưỡi cho cái siêu phẩm VIP số 1 này đó một triệu rưỡi cho cái siêu phẩm VIP số 1 này cô chú chị nhìn thấy chưa cực kỳ là to và đã và phê luôn cô chú chị nhìn ở phía ngoài nữa nhìn ở ngoài nữa thì nó lại còn phê nữa này cô chú nhìn cái bản lá của nó này bản lá bản lá bốn sen rưỡi mà bản lá 4 sen rưỡi mà nhìn nó to mà nó đã đấy đây là cái vip số 1 có giá là một triệu rưỡi vip số 1 có giá là một triệu rưỡi còn đây là cái siêu phẩm VIP số 2 VIP số 2 thì có giá là 700 700 cho cái VIP số 2 này Thì trong hai VIP này Cô chú anh chị muốn sưu tầm VIP nào Thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề Là 0965611179 nhá Và em tên là Tú Đấy Thì cho cô chú anh chị nhìn về phía xa một tí Về hai cái siêu phẩm này Em nói là hai cái siêu phẩm này Về cô chú anh chị ghép lên Mà chấn vườn thì phải gọi là Cực kỳ là đã luôn Đó Đây là hai cái siêu phẩm ở Mỹ Dung dạ hương nhá anh chị Đó Nhìn mà phê cực kỳ luôn VIP số 2 700 và VIP số 1 là một triệu rưỡi đấy rồi em xin chào tất cả mọi người hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh đăng rừng hàng độc sư giá Bắc Tây Nguyên rồi em xin chào cả nhà